Vâng, xin chào quý vị các bạn đã đến với kênh YouTube của tôi, kênh Đế Chế Giải Trí. Hôm nay tôi sẽ làm một cái video về hướng dẫn chi tiết cách chơi đế chế cho người mới. Thì cái video này nó sẽ không dành cho những ai mà đã biết rồi hoặc là đã chơi giỏi rồi. Cái video này sẽ dành cho người nào mới tiếp xúc rồi, mới tập chơi, muốn chơi đế chế nhưng mà không biết phải bắt đầu từ đâu á, thì tôi sẽ hướng dẫn cái video này. Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn là lập mạng multiplayer, là chơi với nhiều người ấy, nhưng mà đây chúng ta chơi nhiều người, đánh với tự động, đánh với HDS ấy. Vào multiplayer dòng thứ hai này, các bạn chọn một trong các mạng này, thường đây nó bị lỗi phông, nhưng mà chọn cái dòng thứ hai, thứ ba này, bạn chọn đấy xong OK này. Các bạn lập mạng này, grid này, các bạn sâu mạng thì đây là chúng ta chưa một mình, nhưng các bạn lập mạng này. Ở cái lập mạng này thì vào đây là setting, cài đặt cái chế độ chơi này. Còn đây những cái dòng dưới này, cancel là làm lại này, là out ra ngoài này. Đây là setting cài đặt này, thì chúng ta vào cài đặt mạng này. Cái này chế độ là sáng mở bản đồ hay là không mở này. Cái này là bằng quân nào như quân nào này. Cái này là fix để cho chế độ chơi team nó sẽ sắp xếp đồng đội, nó sẽ tối ưu hơn, không bị lung tung lộn xộn nhiều. Cái này là bật chế độ cheating, ấn tích vào thì nó bật, hay ấn tích vào thì nó sáng. Cái này là dòng này population limit là chúng ta cho 200 này, để cho được nhiều quân này. Cái pack finishing là có thể là đánh tự động, thì cái này là tìm mình sớm này, để 2 này. Còn đây là HDS này, các chế độ này, HDS này. Mới chơi thì các bạn có thể chơi modder đấy, không HDS có thể nó sang đánh các bạn sớm. Còn đây là dòng map tile này. Đi khu level, còn đây là map tile này. Đầu tiên là cái này thì chúng ta ở Việt Nam chúng ta hay chọn là 2 country. Các này các bạn tìm hiểu sau. Hay chọn 2 country này. Là chế độ map đồi. Còn những cái dưới, hai cái dòng dưới này các bạn để default là mặc định, là trống rỗng mặc định đấy. Đấy. Các bạn người ta lập mạng thì thường như để như thế. Cái này là khởi động đầu đời, đầu tiên khởi động mặc định là từ đời 1. Còn đây có thể chọn các đời 1, 2, 3, 4 thì có thể chọn. Còn cái này là chế độ là tài nguyên cho vào, cho nguyên mặc định là như này. Còn tài nguyên cho vào mà nhiều hơn thì sẽ 2 thì sẽ là nhiều hơn. Còn đây là map dài, là cỡ của bản đồ. Đấy. Rồi. Đấy, ta chọn thế. Còn ngoài ra đây là chỗ này là chỗ chọn quân. Thì các bạn có 16 2 4 6 8 10 12 14 16 đế chế cộng với một random là lựa chọn thứ 17. Thì các bạn mới chơi thì các bạn có thể là chọn Asia hoặc là Hittite. Mình chọn đánh Hittite dễ, là quân dân nó như bình thường, cung nó mạnh. Thì các bạn thử đánh Hittite này. Các bạn cho một tự động này. Đấy. Thì các bạn nếu mà cùng đạo như thế này, nếu cùng team như thế này thì nó sẽ là không là bắt tay. Còn khác team là đánh nhau. Và các bạn để trắng này. Và bây giờ tôi sẽ vào một cái trận mẫu, một cái trận để làm. Đây là cái bản đồ này, còn đây là cái kiểu chiến thắng này, chúng ta nên để con quét là quét sạch, giết sạch này. Đây tôi có lập một cái map sẵn này, thì tôi sẽ vào chơi ví dụ một cái map này. Thì các bạn chọn hết những cái đấy rồi, các bạn ấn I'm ready là sẵn sàng này, xong là chạy start game này. Các bạn vào game. Tôi nói lại một lần nữa là cái video này nó không dành cho những người đã biết chơi hoặc là người nào chơi giỏi rồi. Thì tôi sẽ trong video này nó sẽ không diễn tả là tôi lên đời như thế nào hay cách đánh như thế nào, mà sẽ hướng dẫn cho người mới thôi. Nên các bạn nếu muốn xem ép đời nào thì có thể ra chỗ khác, video khác. Đầu tiên các bạn vào game, các bạn ấn vào nhà chính, các bạn ấn H, cái chữ H này. Nhà chính tương đương chữ H, xong các bạn ấn CCCC, xong các bạn quét dân, xây BE 3 thằng, xong các bạn đặt dân nó thành một đạo chẳng hạn. Các bạn ấn F4 thì lên cái này, F11 thì lên cái chỉ số dân này. Các bạn ấn F3 thì là game pause, là dừng. Đó, thì các bạn xây cái này lên khoảng 60, hơn 60% thì các bạn cho dân đi dò. Các bạn tách dân đi dò chung quanh nhà để tìm cái bãi quả đầu tiên. Thấy dân bãi quả thì các bạn đặt đạo, cái đạo dân đầu tiên là đạo mấy thì các bạn lôi nó về. Các bạn lôi hết dân ra. Xây cái nhà để ăn quả này thì nó là cái nhà BG này. Thì dân thứ 6 các bạn ở xây BE. Các bạn xây cái BG này làm sao cho nó tiếp xúc được với nhiều cái quả nhất và dân làm không bị mắc. Đó, thì là cái cây BG nó sẽ tối ưu. Thằng dân thứ 7 này vẫn, thằng dân ra thứ 7 các bạn vẫn cho nó ra ăn quả. Còn thằng dây xây BE xong các bạn cho nó đi dò, quanh nhà. Các bạn nhớ HCC lên, khi mà thực đến 40 hoặc 50 các bạn HCC liên tục. Các bạn cho cái thằng dân này đi dò, quanh nhà. Đó, để tìm thức ăn, tìm thịt. Thằng dân thứ 8 này các bạn chặt gỗ, các bạn lại HCC, đừng cố gắng đừng để mít dân. Mà các bạn quyết cái dân bãi quả, các bạn ấn U này thì nó sẽ không thành một đội. Các bạn nhấn ấn HCC, thằng dân thứ 9 các bạn vẫn cho chặt gỗ. Thằng dân thứ 10 các bạn ra xây BE. Cứ cách 2 này các bạn xây BE. Thì các bạn có thể cắm ship cho thằng, các bạn quyết thằng dân này, các bạn giữ ấn ship trên bàn phím và các bạn ấn chuột phải cho thằng dân này thì nó sẽ đi dò, và nhát cuối cùng các bạn chỉ vào một cây gỗ chẳng hạn, cây gỗ hoặc là vàng hoặc đá hoặc cái bất kỳ, thì thằng dân cuối cùng nó sẽ, việc của nó cuối cùng là nó sẽ đến đấy nó chặt, chẳng hạn đến cây gỗ thì đến đấy nó chặt cây gỗ. Nó thì nó khi mà gặp sư tử, tác dụng của nó là khi gặp sư tử 1 ấy thì thằng dân này nó sẽ tự phi sư tử luôn, nó không đi, không chạy, theo đường ship, nó sẽ tự phi sư tử. Thì các bạn cứ tập trung chặt gỗ. Đầu tiên dân ra, các bạn 6 thằng dân làm quả rồi, các bạn cứ tập trung HCC liên tục để không được mít, để dân ra liên tục, nhân xin liên tục. Xong các bạn tập trung chặt gỗ, chặt đi đủ 120 gỗ. Cứ nhưng mà cứ cách 2 dân 14 thì là các bạn lại xây một BE, chặt, tập trung chặt 120 gỗ. Thì các bạn mới chơi ấy thì có thể các bạn nếu các bạn mới chơi mà các bạn muốn tập thành thạo thì các bạn có thể tập lùa hiêu này, hoặc tập câu voi trước. Thì các bạn tập lùa hiêu câu voi trước, xong các bạn tập chơi này thì có thể nó sẽ, các bạn là làm được luôn. Còn ở trong video này thì tôi sẽ hướng dẫn người mới có thể là chúng ta không cần lùa hiêu, có thể chúng ta phải câu voi, là voi thì nó dễ thì là chúng ta sẽ có thể câu voi. Các bạn, thằng dân 14 này ra xây BE này, thằng dân này ra phi này, thằng này đạt số 2 nó đi dò này. Nếu các bạn nhanh ấy, các bạn mà thao tác nhanh thì các bạn lại liên tục xem thằng dân đi dò này có gặp cái gì không, gặp tài nguyên gì không. Các bạn có thể là đủ gỗ thì xây BS. các bạn quét khoảng tầm 4 đến 5 dân ra xây cái BS đấy. Đó. Các bạn để 3 thằng xây thôi, xong là chặt. Đó. Đến thằng dân thứ 18 thì các bạn lại chuẩn bị là xây BE, hoặc các bạn xây trước cũng được. Các bạn đủ gỗ thì các bạn xây luôn một cái BE nữa. Các bạn có thể đánh như luật ở Việt Nam thì các bạn có thể đánh từ khoảng 24 đến khoảng 27 dân. Các bạn nhớ phải đặt dân ở đạo để nó câu voi. Thằng dân này đi dò là đủ thực rồi thì ta cho nó về. Chẳng hạn ở trường hợp này là các bạn không xua hiêu. Các bạn không xua hiêu, các bạn đặt BS ăn hiêu luôn. Tại sao ở đây tôi lại không xua hiêu? Bởi vì khi mà các bạn mà là người mới chơi ấy thì các bạn nó sẽ có xua hiêu, nó sẽ có được cái lợi cái mất. Là xua hiêu thì nó sẽ rất tốt, dân ra ở nhà chính ra là làm ngay và sẽ rất nhanh lên thực và lên nhanh. Nhưng mà khi các bạn là người mới chơi ấy, thì các bạn chưa có nhiều thao tác tay thì có thể các bạn là đặt BS ăn hiêu luôn. Thì đặt BS ăn hiêu luôn thì các bạn không mất thao tác tay, các bạn có thể để làm việc khác nó nốt hơn. Và cái thằng dân xua hiêu ấy thì cái thời gian nó ti xua hiêu thì đánh đổi lại nó sẽ, nếu mà nó chặt gỗ, thời gian nó xua hiêu mà nó chặt gỗ ở BS này thì có khi nó cũng ra được mấy chục gỗ rồi chẳng hạn. Thế nên là thực sự là nó cũng không, nếu mà người mới thì có thể cũng không cần phải xua hiêu, hoặc các bạn phải học trước, học xua hiêu câu voi trước cho nó tốt đi. Các bạn có thể đặt BS trước khi phi hiêu thì không sợ là không xây được BS đúng chỗ như ý mình. Xong rồi cái bãi quả này gần hết rồi các bạn quét nó. Tốt nhất là các bạn để cái bãi quả nó gần hết thì các bạn phải quét nó đi. Chứ đừng để là cái bãi quả nó hết sạch thì dân đi thì nó sẽ ép đời, nó sẽ chậm. Các bạn nên tách bãi quả ra. Ở đây có thể ta đánh 25 dân, đủ thực thì ta kích lên đời. Đừng để cái bãi quả đầu nó hết sạch mà dân đứng chơi. Các bạn gần hết cây cuối các bạn tách dân nó ra ăn một cái đồ gì đó tiếp theo. Các bạn chia dân ra làm các quả tốt hơn. Hiệu thế các bạn chia nó ra. Rồi, các bạn bình thường ấy thì các bạn nếu mà các bạn xây được BS sớm thì các bạn có thể cho 5 đến 6 dân chặt gỗ. Còn nếu các bạn mà cái BS gỗ đầu nó mà xa, gỗ đầu mà xa thì các bạn phải cho khoảng tầm 6-7 dân chặt gỗ. Thì như ở ban đầu tôi thấy những cây gỗ đầu của nó là khá gần, lại toàn cây 75 chẳng hạn, thì nó sẽ chặt gỗ, nó sẽ lên nhanh. Đó. Thì trong lúc lên đời này thì các bạn căn cái thời gian mà nó để nó chạy đời này, chạy để lên đời này thì các bạn căn thực gỗ. Căn thực gỗ là để làm sao cho lên đời đầu thì 500 thực, đời thứ hai của nó là 800 thực, và xây một cái nhà BB và xây hai nhà điều kiện. Xây hai nhà điều kiện ở đây để lên đời tiếp theo. À, đời đầu thì nó sẽ cần 300 gỗ và 800 thực. Thì ở đây có sẽ là căn gỗ thực nó đủ. Theo như tôi ấy từ đầu ấy thì có 5 dân chặt gỗ từ đầu ấy, cái dây xây BS đầu nó khá sớm, 5 dân chặt gỗ là đủ. Thì các bạn có thể căn là từ khoảng tầm 5 hoặc có thể là 4 cho đến 7 hoặc 8 dân thì tùy trường hợp. Thì các bạn thấy mà gỗ mà ít mà lên chậm thì các bạn phải căn thực gỗ như thế. thì cứ từ khoảng 4 đến 8 dân. Pơ thì có khi 7 hoặc 8 dân đấy, nhưng mà phô hoặc là sen đôi lúc chỉ 4 dân chặt là đủ. Thì các bạn 4 hoặc 5 dân chặt đủ. Thì các bạn có thể căn là từ 5 đến 7 dân là hợp lý. Thì khi lên đời xong rồi, đời 2 xong rồi thì các bạn phải xây hai cái nhà điều kiện. Một là một trong hai cái này, hoặc là cả hai cái này, hoặc là bình thường ví dụ là người ta đánh cung ấy, thì quân Hittite này nó cung thì các bạn phải xây cái BA này. Bạn xây BA, quyết dân ấn BA trên bàn phím hoặc là ấn vào đây và xây một cái BM. Đó. Nó điều kiện của nó là điều kiện lên đời các bạn đọc ở cái dòng trên này. Dòng trên này là các bạn yêu cầu hai công trình xây dựng ở cái đời 2. Đó thì các bạn là vừa đời 1 thì nó không, đời 1 thì các bạn không có mấy cái này. Đó. Thì các bạn xây hai công trình xây dựng của đời 2 là hai cái nhà này thì các bạn có thể kích lên được đời 3. Và khi các bạn xây xong cái BM này thì các bạn có thêm một cái nữa là có thể làm được ruộng. Đó. Thì bây giờ xây xong rồi các bạn kích lên đời. Kích lên đời. Đó. Các bạn có thể làm được ruộng. Nếu các bạn đánh cung ấy, ở đây tôi hướng dẫn cho người mới, nhưng nếu các bạn mà đánh cung, nếu các bạn đánh cung, tôi nâng cấp cái chặt gỗ đó. Nếu các bạn đánh cung thì các bạn phải nâng cấp cái chặt gỗ này để nó chặt gỗ nhanh. Và các bạn phải xây tầm đánh cung thì các bạn phải ít nhất phải có 2 BS, 2 đến 4 BS. Đó là nguyên tắc, không thì các bạn sẽ không đủ lực để đánh cung. Và các bạn làm thực ăn hoang hoặc các bạn về làm ruộng. Mới thì các bạn có thể làm ruộng. Rồi các bạn quyết làm ruộng. Các bạn quyết làm ruộng này. Các bạn quên làm ruộng. Nếu đánh cung thì các bạn để ý là cái dân chặt gỗ này. Nếu đánh cung Hittite này, các bạn mới tập chơi thì các bạn cứ chọn đánh Hittite chẳng hạn, hoặc là Asia. Đánh Hittite thì nó dễ hơn, Asia dân nó chạy hơi nhanh. Thì các bạn nếu mà đánh cung thì các bạn nhớ là tầm phải có 2 đến 4 BS trước đời đầu, đời 2, nếu vừa nãy là tôi còn xây 1 BS này, còn bình thường đấy, đánh cung phải xây 2 BS đến 4 BS từ đời 1. Chẳng hạn thế thì nó sẽ khỏe, lực gỗ nó lên khỏe hơn. Và các bạn đánh cung bây giờ các bạn không biết là làm bao nhiêu ruộng cho đủ thì các bạn cứ căn thế này. Cứ tầm ví dụ như là các bạn có 25 dân. Có 25 dân thì các bạn có thể chia làm 3, 25 chia 3 là 8 chẳng hạn, là 8. Thì các bạn nếu như là các bạn có 25 dân thì các bạn nên để 8 hoặc 9 dân làm ruộng. Còn lại là 16 dân, 16, 17 dân thì các bạn làm gỗ. Đó thì 8 đến 9 dân làm thực, 16, 17 dân làm gỗ. Thì các bạn cứ đánh như thế thì cái thực gỗ lên nó sẽ đều. Còn cách đánh cung dành sau thì ví dụ nâng cao hơn thì tôi sẽ nói cách đánh cung và làm sao ép để quân nó ép quân đều á. Chẳng lên rồi quên vừa nãy ấy, thì trước khi lên đời thì các bạn chẳng khi mà lên đời, trước khi lên đời 3 xong thì các bạn ấn xây, bắt đầu đi xây nhà, chẳng xây từng nhà một. Các bạn nâng cấp bánh xe này. Lên đời các bạn nếu đánh cung các bạn nâng cấp bánh xe luôn. Đó. Và các bạn đi xây nhà. Mới thì có thể các bạn chỉ nên đánh khoảng 4 BA thôi, 3 đến 4 BA. Thì các bạn đánh 5 được thì khó. Lên đời nếu như các bạn đang dư thực thì các bạn hãy xin thực ra, xin dân ra. Và các bạn đi xây nhà, nhớ để ý xây nhà. Nếu mà timeline nở nhanh thì các bạn phải xây nhà trước. Còn không thì lúc nào các bạn cũng cách vài dân thôi, 2 dân chẳng hạn, các bạn xây nhà. Đó. Bây giờ các bạn xin dân thì tùy thôi. Các bạn ví dụ như là nếu các bạn nó thừa thực thì các bạn xin dân. Ở đây tôi làm ruộng nên cái lượng thực của nó lên rất là đều. Các bạn và nhớ các bạn mới đánh ấy, mới chơi thì các bạn nhớ là chỉ để khoảng tầm 5 đến 8 dân ở một BS. Dụ ở đây mà có nhiều dân như thế này thì các bạn phải xây tầm 2 BS cho nó chặt, thì cái lượng gỗ các bạn lên nó hợp lý hơn. Đừng để quá nhiều dân chặt ở một BS. Đấy là thứ nhất. Thứ hai là Khi mà BS bị quá xa này rồi thì các bạn phải xây một cái BS, phải xây một cái BS gần lại thì dân nó cái thời gian dân nó đi lại này để nó nhả gỗ về nhà chính, về cái nhà BS nó sẽ đỡ lâu hơn. Đấy, khi các bạn nâng cấp xong cái bánh xe này rồi thì các bạn ấn Ctrl A bàn phím này, cái nhà A này nó có chữ A này. Các bạn để ý trên cái chỗ này nó có chữ A thì các bạn ấn Ctrl A trên bàn phím nó sẽ đến những cái nhà A. Các bạn Ctrl A xong các bạn kích chuột xin cái quân này. Đó, các bạn kích đừng có kích kiểu này. Mà các bạn phải kích từng nhà xong ấn, kích từng nhà ấn, kích từng nhà ấn, kích từng nhà ấn, kích từng nhà ấn. Thế chứ các bạn đừng có xin kiểu này. Nó sẽ không bao giờ đều. Đó. Khi các bạn xin quá nhiều chẳng hạn như thế này, các bạn xin cái nhà này nhiều quá mà các bạn không thể ấn bàn tay được thì các bạn ấn chuột phải ở trên cái chuột ấy thì nó sẽ giảm. Đây đang 4 nhưng các bạn muốn về 2 thì các bạn ấn chuột phải vào thì nó sẽ giảm. Đó. Còn ruộng, bây giờ các bạn làm ruộng bất tử chẳng hạn thì các bạn quét, các bạn ấn Ctrl trên bàn phím, là các bạn quét vào ruộng. Xong các bạn quét tất vào ruộng. Xong các bạn ấn chẳng hạn các bạn đặt ruộng là đã 1 thì các bạn ấn 1 xong các bạn ấn quét thêm một dân vào, xong ấn Ctrl 1, xong các bạn ấn 1 vào cái thằng dân đấy, ấn 1 này, xong các bạn ấn SS xong cách ra dân đấy thì nó sẽ làm ruộng bất tử cho bạn. Đó. Các bạn luôn nhớ là phải xây BE liên tục, bởi vì là khi mà lên đời 3 thì nó không phải nở như cái đời 1 nữa, là dân nó sẽ chỉ ra theo thế thôi, nhưng lên này thì cái quân nó sẽ ra rất nhiều đơn vị quân ra, thì các bạn phải xây BE liên tục. Nó các bạn có thể nâng cấp các thứ trong này. Nâng cấp chặt gỗ thì nó sẽ chặt gỗ nhanh hơn, đào đá nhanh hơn, còn vàng là vàng đào vàng nhanh hơn, còn bò này thì nó chỉ tăng tác dụng là ruộng nó thêm thực thôi. Đó. Các bạn nhìn thấy tôi để cái lượng tương đối như thế thì sẽ cái lượng thực gỗ các bạn khi các bạn xin quân này nó sẽ gần về hết. À, vừa nãy tôi đó. Các bạn thấy chưa? Các bạn cứ căn cái dân chặt gỗ tầm gấp đôi lần dân làm ruộng. Còn dân làm ruộng ví dụ ở đây 10 cái ruộng thì các bạn phải tính là có 20 dân làm gỗ. Cứ tầm đấy. Còn chính xác thì cao thủ người ta còn căn ke từng tí một. Còn các bạn cứ tầm đấy. Các bạn quên nhầm thằng này thì các bạn quét vào nó, các bạn ấn cái U trên bàn phím hoặc ấn cái này nó sẽ mất đạo đấy, không ra thằng đấy nữa. Các bạn nhìn vừa nãy tôi căn thực gỗ thì ép quân ra thì nó sẽ hết như này, hoặc là tốt nhất là nó hết hoặc nó dư một ít thì các bạn ví dụ nó dư thực thì các bạn lại xin dân. Đó, nếu mà nó dư nhiều gỗ quá thì các bạn lại quét dân về làm ruộng. Đó, đấy là cách căn thực gỗ. Cho người mới thì các bạn mới chơi thì các bạn cứ tập cái quân Hit này được. Các bạn tập đánh quân Hittite này. Các bạn mới thì các bạn cứ bảo người ta chấp là cho tôi chọn quân, để chọn Hit hoặc là Asia. Asia thì cái dân nó chạy nhanh hơn một chút thì các bạn sẽ khó đánh hơn một chút. Còn các bạn có thể nâng chặt gỗ này. Bây giờ tôi lại thử xin hết sạch quân, hết sạch xem. Thì đây nó lại dư gỗ đấy thì các bạn lại phải quyết, chẳng hạn quyết dân gỗ hoặc quyết dân gỗ về làm ruộng, hoặc các bạn là bây giờ các bạn có thể xây BC. Xây BC này thì có thể là để các bạn xây được thêm nhà chính. Các bạn nhìn bây giờ chưa xây BC á, sẽ không thêm được nhà chính, không xây được nhà chính nữa. Các bạn xây cái nhà này xong, BC xong, cái nhà BC bên này xong, các bạn lại xây thêm nhà chính. Đó. Bây giờ cái dân gỗ nó chặt xa rồi thì các bạn có thể là cho một cái nhà chính ở gần đây để cho dân nó chặt gần. Đó. Các bạn xóa này đi được thì cái dân gần này chặt nó sẽ năng suất hơn, và có thể các bạn làm ruộng quanh cái nhà chính này được. Cái nhà chính này là cái nhà các bạn để được các thứ trong game luôn, đá này, vàng này, gỗ này, thực, mọi thứ để vào nhà chính được. Còn cái BF thì tập trung để thực với vàng, với để thịt, vàng, đá. Còn cái BG này thì các bạn có thể làm ruộng quanh đấy để lương thực. Đó. Đấy, thì cái video hướng dẫn chơi cơ bản thì tôi tạm dừng ở đây. Còn các video sau tôi sẽ làm nâng cao hơn một chút, chẳng hạn cũng vẫn có thể là vẫn bản đồ này thì tôi sẽ đánh nâng cao hơn một chút cho các bạn. Đấy, các bạn nhìn thấy các bạn các bạn nhìn thấy các bạn căm thử gỗ ấy, theo kiểu như là một dân làm ruộng thì hai dân làm gỗ này, thì các bạn xin này, bất kể các bạn xin nó sẽ không bị lệch quá nhiều. Các bạn nhìn này, xin xong ấy nó lệch không quá nhiều, lệch này thì các bạn xin dân, lại xin dân ra, thì những cái thằng dân này nó ra thì các bạn lại cũng sẽ lại có thể cắn được. Ví dụ vừa nãy các bạn thiếu thực thì các bạn làm ruộng đó, còn nếu mà thiếu gỗ thì các bạn cho nó đi chặt gỗ. Đó thì là cách cân đối thực gỗ trong game. Vâng, video đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video.